Vâng, shop em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, các anh em chơi BCB trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì một cái lô hàng bơm máy, bơm xin rong xi lại tiếp tục về để phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong cái thời gian qua. Thì hôm nay là đầu xuân năm mới, đầu ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Thì hôm nay là em cũng gửi đi các bác rất là nhiều mẫu bơm anh em nhé. Đấy, số lượng thì rất là nhiều. Đấy, cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ shop bên em. Thì hôm nay cái lô hàng mới về đây được mấy chục cái mẫu bơm, máy bơm rong xi, xin rong xi, hàng hết khá lâu rồi anh em nhé. Hôm nay thì hàng mới về. Ngoài những bơm máy bơm tay thì bên em cung cấp đầy đủ các dòng phụ kiện BC cho các bác chơi BCB. Đây là những bơm máy bơm tay, hàng FB quần báo mới về. Đấy. Và đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác nào mới chơi có thể tham khảo cái dòng bơm máy này anh em nhé. Các bác có thể anh em 3-4 anh em chung nhau mua con bơm máy dùng cho nó đỡ vất vả anh em nhé. Phụ kiện đầy đủ cho bác là một cái túi gioăng, một cái túi lọc ẩm này và hai tờ hướng dẫn anh em nhé. Tờ hướng dẫn này trong này nó có một cái túi gioăng xin anh em nhé. Các bác để cẩn thận khéo bị mất đấy. Cái này thì anh em có sử dụng xoay cua, khi nó hỏng hóc thì các bác có thay thế anh em nhé. Một cái dây nguồn anh em nhé, dây nguồn điện để anh em cắm sạc, cắm nguồn điện 220V. Đấy, cái này dây điện để cắm điện thì nó mới máy bắt đầu hoạt động được anh em nhé. Đấy, các bác phải lưu ý cho em là cái nguồn điện phải khỏe anh em nhé, nếu mà yếu là nó sẽ không thể bơm được. Và trong này có một cái túi, một cái lục giác, một cái ốc để các bác xoáy vào đây khi thay thế dầu anh em nhé. Và một cái đầu để các bác thử bơm. Đấy, đây là cái ốc xả anh em nhé, ốc xả này. Đấy, khi bác bơm bác xoáy chặt vào. Còn đây là công tắc này. Đấy, cái bơm này thì như bác thấy là sẽ đựng trong một hộp như này anh em nhé. Đấy, khi các bác nhận hàng về. Đấy, đựng nặng hơn 15 cân anh em nhé, nặng 15-16 cân. Đấy, màu vàng ươm, phiên bản mới nhất của năm 2022 các bác nhá. Phiên bản này là đồng hồ dầu và nó sẽ có chế độ tự ngắt anh em nhé. Các bác dùng rất an toàn. Các bác mà đang bơm mà có công việc gì, nghe điện thoại hay nấu cơm hay các thứ thì các bác có thể vẫn cứ bơm bình thường. Khi bình các bác mà đã đầy nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Ở đây là sẽ có một cái máy, gọi là máy này để hút nước anh em nhé. Nó sẽ các bác là khi các bác mà bơm là các bác phải kiếm một cái thau nước to. Đấy, để các bác mà muốn bơm nhanh thì các bác phải cần cho đá vào, cho viên đá vào thì nó sẽ làm cho máy sẽ mát anh em nhé. Đấy, nó sẽ đựng trong này, lọc của nó là lọc to anh em nhé, lọc của nó là lọc to. Đấy, nên là anh em dùng khá là khỏe. Bơm này thì tầm 300-350 kg anh em nhé, các bác bơm thoải mái luôn. Đấy, bên này thì sẽ có một cái đồng hồ, gọi là đồng hồ nhiệt anh em nhé, đồng hồ nhiệt. Và đằng sau này các bác thấy là nó sẽ có cánh quạt anh em nhé, màu cam, phiên bản mới của năm 2022. Đấy, các bác nào đang quan tâm về bơm tay, bơm máy thì các bác liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại này, bên em kết bạn Zalo hoặc là các bác điện trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, hàng lại tiếp tục gửi đi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Cũng rất cảm ơn các bác anh em đã ủng hộ shop bên em. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết luôn nhé. Xin chào, tạm biệt các bác.